chào các bạn thân mến ha chào các chị các em thân thương ha thì chào hết thảy các ai mà đang xem clip mình ha thì bữa hổm mình có chia sẻ về cái việc mà giữa đính hôn và kết hôn thì mình chọn cái loại visa nào để đi định cư mỹ thì bữa hổm thì mình còn thiếu lại một chủ đề chủ đề đó là việc mình có nên nhờ luật sư hay dịch vụ để mở hồ sơ cho mình không ha thì cái này mình đa phần là mình nói về cái việc đính hôn và kết hôn tại vì mình đi mỹ theo diện à, k quanh visa ha là đính hôn ha thì thật sự là mình nói là mình không có phê phán ai hết nhưng mà mình nói để chia sẻ cho các bạn hiểu và rút kinh nghiệm cho bản thân mình thôi thì luật sư á, thì bên Mỹ là kêu dịch luật sư còn Việt Nam mình thì những cái người đơn giản hơn là kêu lịch, dịch vụ hay là những mình lại cái văn phòng luật sư ở Mỹ họ cũng chuyên gia tư vấn về việc đi định cư ở Mỹ này kia nọ đó 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 là đó là việc luật sư và dịch vụ ha thì nôm na thì những người nào mà có văn phòng bự sự hay này kia nọ thì mình gọi họ là luật sư hay là họ ở trên ở trên báo thì mình kêu là luật sư. Còn những người nhỏ lẻ thì đơn giản thì người người ta nói nôm na đó là nó là dịch vụ thôi ha. Thì hôm nay mình muốn nói cái cái vấn đề này thì thì hồi trước đó, ông xã mình mở hồ sơ bên Mỹ ha thì ông xã mình cũng đi nhờ gọi là luật sư nhưng mà thật sự mình cho giống như đó là cái dạng dịch vụ thôi thì ông xã mình cũng tình cờ tìm hiểu trên mạng và biết cái 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 dịch vụ này thì ông xã mình đã tốn là ba trăm gửi đô ha để cái luật sư này này hướng dẫn cho ông xã mình ha thì thật sự là ông xã nói á, người ta không có làm gì nhiều á người ta chỉ hướng dẫn à, điền cái form này form kia form nọ như thế nào cần cái gì cần cái gì thôi đó là người ta hướng dẫn mình ha chứ hoàn toàn không có cái chuyện là người ta là có cái có, có cái cái phép thần thánh nào hay là làm hay ho gì hơn hết đó thật sự không có vậy nhưng mà thật sự rất là tệ mình đã nói với ông xã mình rồi ông xã mình là người mỹ ha không lẽ người mỹ không biết nói tiếng anh ha thì chuyện lên cái xứ Mỹ này á, các bạn muốn làm gì á, ở trên trang web á, người ta hướng dẫn cho mình làm hết rồi lên đó mà đọc mà làm thôi thì hồi đó hoàn toàn ông xã mình không có biết gì về việc mở hồ sơ và cái liên quan đến định, cư Mỹ hay VNC visa cây quanh visa gì hết nên ông xã mình mới nhờ dịch vụ tại vì ông xã mình cũng là cái dạng khờ ịt rồi không có hiểu gì hết trơn á nên nói chung là cũng ok đi ba trăm gửi thì cũng ok là người ta hướng dẫn mình có nhiều cái mình không biết cứ đó là do mình dốt mình không biết thì mình trả tiền cho ba trăm rưỡi ha thì hồ sơ thì cũng trong vòng 4 tháng này về Việt Nam rồi về phía phía Việt Nam á là mình tự làm hết nha mình không hạ không hoàn toàn không nhờ luật sư hay dịch vụ gì hết thì mình tìm hiểu tìm hiểu thì mình thấy nó cũng rất là đơn giản và không có gì để mình phải nhờ luật sư hay là dịch vụ để tốn tiền nó làm gì và cái tính mình mình thích đi học hỏi mình học cái này được học cái kia được thì ông xã mình là người Mỹ nên mình cũng không có cái gì mà để sợ sạch rất là nhiều thì chính vì như vậy mình tự làm hồ sơ và các bạn cũng đã biết là mình mình đã gớt luôn ha thì mình never mind mình không có không có bận tâm tại vì mình nghĩ là mình khi mà mình chuẩn bị hồ sơ một mình mình á thì mình cũng biết là chuẩn bị cái tâm lý là hồ sơ mình bị sẽ bị gớt tại vì không ai hướng dẫn mình hay này kia nọ hết nên chuyện mình gớt thì thiếu sót là chuyện bình thường thôi khi mình thiếu sót thì người ta sẽ hướng dẫn à cái mục này cần cần thiết là mình bổ sung lại thôi và mình bổ sung lần hai và mình đã đã đậu đó đó là cái chuyện mình đã làm ha rồi nữa mình muốn nói về cái việc việc Luật sư hay dịch vụ bên Mỹ là khi mà các bạn ở Việt Nam á, thì các bạn trong cái lúc chờ đợi á, chỉ 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 dựa vào cái vị hôn phu mình hay là chồng mình bên Mỹ thôi và hoàn toàn là mình mù tịch và không có biết gì về giấy tờ hết cái chuyện đó mình biết mà mình cũng từng hiểu mà mình cũng, cũng từng trong cái trường hợp như vậy mà mình trong cái vị trí đó mình rất là hiểu. Hoàn toàn mình không hiểu gì hết trơn á Nếu mà cái người chồng mình hay là vị hôn phu của mình á Là người lanh lẹ Người ta tự làm hết à Người ta người ta không có cần nhờ dịch vụ hay này kia nọ gì hết Để mà tốn tiền Tại vì cái tư tưởng của người Mỹ á Nó, nó làm gì là lên mạng nó tìm hiểu Và nó làm theo cái ý gì mà hướng dẫn ha Rồi khi mà thiếu giấy tờ gì á à, Người ta sẽ gửi đơn à, để Gửi giấy thông báo về Về cho cho cái người Mỹ người ta à, Cái cái phần này mà thiếu gì mà thiếu kia nọ Làm ơn bổ sung đi người ta mới làm được Ok cái đó là không có vấn đề người ta làm được còn cái đa phần á mình thấy việt nam mình hầu hết là người việt nam mình nè à. thì khi mà mình chia sẻ cái cái cây van visa này mình mở cái channel này mình muốn giúp mấy bạn á, tìm hiểu sâu hơn về cái việc cây van visa và định kim cư, cư mỹ theo diện cây van visa này như thế nào thì trong trường hợp đó thì mình cũng gặp những cái bạn mà kết hôn ha thì mình nói, mình cũng nói chung vô việc giữa kết hôn và đính hôn luôn thì ông xã là người mỹ là người mỹ hoặc là người việt nam đa phần là người việt nam ha thì á nghĩ nhờ luật sư ha nhờ luật sư cái tên nghe nó thiệt nó nó phô trương hoành tráng thật sự mình không nói là mình để phê phán gì hết đó là do cái sự không hiểu biết của mình thì mình nghĩ là cái nếu mà các bạn nào mà đang coi clip mình trong quá trình tìm hiểu á, thì các bạn nên coi kỹ và rút ra nhận xét cho mình cái đó là quyền lựa chọn của các bạn mình mình không có thể là mình à, phán xét hay này kia nọ à, nên làm này nên làm kia đây là góp ý của mình mình muốn cho các bạn á, à, có sự suy nghĩ à, chọn lựa như thế nào là tốt hơn là cái việc mà luật sư á, nhờ luật sư bên mỹ á, để mở hồ sơ á. có nhiều người tốn rất nhiều tiền nha có đầy đủ giá hết trơn à một ngàn hai ngàn ba ngàn. 5 ngàn và thậm chí có 10 ngàn nữa Đó là trường hợp của bạn mình Bạn mình là định cư Mỹ năm 2000, 2010 2010 năm nay là 7 năm rồi Thì bạn đó đi theo diện F4 Và bạn đó mở việc kết hôn với ông xã đó là thì bạn đó hoàn toàn không có biết ai hết mà để giới thiệu cái người mà uy tín hay là dịch vụ luật sư uy tín gì cho bạn đó hết và bạn đó chỉ là nhìn lên báo ờ à, thấy cái văn phòng luật sư này lên báo có tiếng này kia nọ và bạn đã trả phí cho 2.000 đô để khi mở hồ sơ bên Mỹ là cần những cái giấy tờ gì thì đương nhiên là mình mù tịch thì bạn mình cũng không gành tiếng Anh nên không có thì cái đó là mình phải cần nhờ luật sư dịch vụ lại chuyện mình đương nhiên mình phải cần rồi tốn 2.000 đô thì giấy tờ bạn mình kể cái ông luật sư này nói chung là ổng không không có cái tâm gì hết ổng làm giống như là mình đi cầu cạnh nóng vậy đó mà mình đã tốn 2.000 cái đâu phải lỡ ít đâu mấy bạn ha rồi trong khi đó hả bạn mình nói hả, giấy tờ ổng không để để ý tên tuổi đồ này kia nọ nói chung là người ta chỉ biết nhận tiền thôi và người ta không có cái tâm mà để làm gì hết thì mình chỉ phê phán những người mà không có tâm đã nhận tiền người ta thì phải làm cho đến nơi đến chốn phải hướng dẫn cho người ta người ta giống như mù đường mà cần đến mình mình là dịch sư dịch vụ thì mình phải có cái tâm hướng dẫn thì mình biết là có những người làm gấp và tốt ok chấp nhận mình trả tiền nhưng mà mình mình chọn được cái luật sư dịch vụ tốt thì mình phải cảm ơn người ta nữa tại vì người ta người ta giúp mình để lấy được cái visa định cư đi Mỹ đó là một cái cơ hội lớn và một cái 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 vấn đề gấp gáp mà mình cần giải quyết ha cái đó là mình mong ước thì mình nên cảm ơn còn đây là mình nói những cái người á nói chung là họ không có làm gì nhiều hết trơn họ giống y như là họ lấy tiền rồi họ làm giọng cha giọng má mình vậy mình mà có hỏi hai cái vấn đề gì á họ không muốn trả lời và trả lời cái giọng như gắt gao mà mình hỏi nhiều á làm như là có ảnh hưởng này kia nọ nhưng mà thật sự mình muốn nói với những cái bạn nào mà đang xem clip mình ha ai mà có ý định tham khảo này kia luật sư hay là dịch vụ gì hết trơn đa phần mình thấy nó rất là dễ dàng không có gì mà khó khăn hết nếu mà ở bên mỹ thì làm ơn lên trang web đọc ờ uh, K1 visa cần giấy tờ gì hay là hôn phu hôn thê cần giấy tờ gì. Ở bên Mỹ nó rất là dễ ha. Thì mình nói phần bên Mỹ trước đi là do là hôn phu là người mở cái 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 hồ sơ, ông xã mình mở hồ sơ bên Mỹ là mình là dựa vào bên đó. Rồi cái hồ sơ nó mới chạy về Việt Nam là do mình nữa ha. Đó đó mình nói ở bên mỹ trước là mình phải biết chọn cái người luật sư hay dịch vụ đó là mình tin tưởng cái người giới thiệu tự đọc báo này kia nọ giống như ông xã mình cũng tự lên mạng tìm hiểu à, người ta người ta nói là định cứ đi mỹ nhanh hay này làm giấy tờ thủ tục con lẽ không lẽ ai quảng cáo mà người ta là quảng cáo mình người ta là quảng cáo dở làm cho mình mình thấy mình có niềm tin này kia nọ nhiều người trả tiền rất là nhiều nha hai ngàn ba ngàn năm ngàn và thậm chí là có người nói 10.000 nữa Người ta đảm bảo đậu đậu cho visa đồ này kia Đến khi đậu mới lấy được thì thật sự mình nói chuyện cho mấy bạn biết ha, chuyện đó làm rất là dễ dàng và không có gì khó khăn hết á. Không phải những người đó mà mình trả tiền cho 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 hay 10.000, thậm chí 20.000 gì mà những người đó có có chân đứng chân đái ở trong hả? Uh, sở di trú hay là lãnh sự quán gì hết, hoàn toàn không có ha. Đa phần uh, họ có thể là ờ uh, họ làm trước rồi họ gặp có nhiều tình huống và gặp cái nhiều hồ sơ thì họ biết ở uh, cái trường hợp này là cần có cái giấy gì, cần những cái thủ tục gì, cần những cái form gì á thì họ làm cho mình. Thật sự á uh, giống như ông xã mình uh, họ họ chỉ uh, lấy lấy ba trăm gửi rồi họ hướng dẫn ông xã mình làm hết trơn lên mạng cha uh, cái form này làm gì điện form xong rồi submit gửi lên uh, sở di trú vậy thôi rồi khi mình cần gì uh, thì chỉ hướng dẫn là gửi về Việt Nam những cái đó nó rất là đơn giản không có gì khó khăn nên các bạn làm ơn đừng có tốn quá nhiều tiền cho luật sư và dịch vụ ha đừng có tin tưởng hết mình luật sư và dịch vụ họ sẽ có cái quyền năng gì trong lãnh sự quán hay là sở di trú ở Mỹ này họ có thể giúp mình được hết chuyện đó không phải còn cái chuyện nữa là mình à, cho dù mình dốt có nghĩa là mình ngu mà mình không biết gì cái chuyện mà giấy tờ mình phải cần nhờ dịch dịch vụ luật sư ok mình phải kiếm cái người đàng hoàng ha thì cái giá nó cũng ok và cái giá nó mềm mềm mà nhờ nhờ người ta giúp đỡ ha thì cái chuyện đó là người ta nhận tiền mình người ta phải làm cho mình thôi không lẽ người ta không làm ha thì mình phải khôn khéo và chọn lựa cái dịch lực sư và dịch vụ ở ở xứ mỹ này như thế nào chứ không phải người ta ban vô người ta nói mấy ngàn đầu này kia nọ người ta phớt trương ta quảng cáo lên là sẽ tin người ta và người ta sẽ làm được mình gặp rất là nhiều trường hợp nha tại vì á khi mà mình mở ra cái kênh này á mình nói chuyện với nhiều người lắm và mình cảm thấy là cái dịch dịch vụ hay luật sư gì á họ hoàn toàn không có giúp được gì hết ha mình không phê phán là một trăm phần trăm nhưng mà đa phần là như vậy mà vẫn có người có thể làm vẫn có người vẫn có thể là lấy visa luôn ha họ nhờ từ cái bên bên có người là mướn từ cái bên Mỹ luôn mở hồ sơ bên Mỹ xong rồi về Việt Nam đến khi nhà họ nhận visa và qua bên đến Mỹ luôn thì vẫn có người người ta làm tốt và người ta có cái tâm tốt thì đương nhiên khi mà mình có visa mình có thể là cảm ơn họ nữa là đằng khác nhưng mà mình nói để cho mấy bạn hiểu là có nhiều người á người ta không có làm giống như mấy bạn nghĩ đâu ha người ta chỉ ăn tiền ăn tiền ăn tiền và ăn tiền ha người ta nghĩ á mỹ là rất nhiều tiền việt kiều cũng rất là nhiều tiền làm rất có tiền nhưng mà nhiều người đó người ta không có hiểu ở qua đây người ta làm rất là cực chứ không phải mà lượm lá cây ở ngoài đường á tới mùa thu lá vàng rớt xuống rồi lượm hốt về nhà đó là làm tiền, làm tiền ha và nhiều cái dịch vụ luật sư đó làm á không có tâm á, thì chỉ một lần thôi còn không ai mà dám giới thiệu người khác đến đâu ha thì mình nói là mình không phải là phê phán mà mình nói là nên cho các bạn nào á, tìm hiểu á, thì phải học hỏi học hỏi và mình nói là rất là dễ nếu mà mở ở bên Mỹ nó rất là dễ nếu mà ông xã biết tiếng Anh biết này kia nọ là từ từ à, có nghĩa là từ từ là sẽ làm được hết không có cần phải gấp mình gấp mà mình đi nhờ luật sư dịch vụ tốn hai ba bốn ngàn năm sáu ngàn thật sự luật sư dịch vụ không có làm gì mà được hơn cũng phải chờ đợi giấy thông báo gửi về hay là này kia nọ chứ không luật sư dịch vụ đó không không có thể là hối thúc ở sở di chú làm cho mình người ta làm năm tháng mình có thể làm một tháng là xong no hoàn toàn không có chuyện đó nên các bạn ha trả tiền trả phí cho dịch vụ thì cần có phải cái đầu óc suy nghĩ chứ không phải ờ à, người ta nói làm sao cũng đưa vậy người ta nói làm sao cũng đưa vậy mình gặp rất là nhiều trường hợp mình không phải là mình nói gì kiều việt nam mình không là nhiều ha còn mỹ nhiều người mỹ cũng khờ ịt giống như ông xã mình nè à. nó cũng phải nhờ dịch vụ thế bởi vì mình nói hoài có phải là phải là phải là người mỹ không vậy bởi vì rồi xong rồi có những người bạn giống như có những người em đang nhắn tin với mình nó chị ơi hồ sơ của em ông xã em làm này nhờ dịch vụ nó dễ tới dễ lui dễ qua dễ lợi dễ gồng dễ gắn và không đi tới đâu hết mà mình nhờ và chờ đợi nó giống như là mình mong cầu ở nó mà nó không làm được gì á mình cũng cảm thấy bực bội và khó chịu mà bực bội khó chịu làm sao mình tốn tiền và không có thể là hả họng ra nói được gì hết trơn hả họng ra nói người ta làm mặt giận mặt hờ người ai làm giấy tờ cho mình này kia nọ đúng không làm giọng cha giọng má ở trên trời vậy đó bởi vì mình nói tốt nhất là các bạn hay là các các bạn khi coi clip mình á, nên nói với ông xã hay là chồng hôn phu mình đó chọn cái người luật sư dịch vụ nào á, mà nó là do cái người quen biết giới thiệu cho mình có niềm tin có uy tín chứ đừng có ban mà mò mò vừa tốn tiền mới vừa tiền mắc tật mang ha rất là nhiều rất là nhiều luôn nhiều người nói á, là ở có người nói có có luật sư nói dịch vụ nói là ở À, là, là là chỉ cần là tốn 10.000 là đảm bảo đậu ha thì chuyện đó bình thường thôi là chắc chắn là nhiều khi có có cơ hội may mắn làm hồ sơ thì hiện giờ nó khó khăn hay là cần giấy tờ gì họ họ hiểu sâu sắc thì có thể là tới ngày đến tháng rồi lấy thôi thì có thể lấy visa thôi mà ăn 10.000 cái đó là quá mắc quá mắc và không có lương tâm ha mình nói cho mấy bạn là rút kinh nghiệm và hiểu sâu sắc hơn về cái vấn đề này tiền mình kiếm rất khó ông xã mình chồng mình hôn phu mình kiếm rất khó nên mình chi trả đúng và đâu đó đàng hoàng chứ không phải mở chạy dẹp cả cho những cái phung phí của mình và họ không có thể giúp gì được cho mình hết thì có nhiều người á, người ta trả giá mắc nhưng mà cái luật sư dịch vụ đó người ta làm tốt và tư vấn người ta có tâm ok vẫn làm được nhưng mà thật sự mình nói cái chuyện nó không có khó khăn nghĩa hết trơn rất là dễ dàng và khi mà khi mà hồ sơ về bên Việt Nam ha thì nhiều người chỉ bình làm bên Mỹ thôi giống như ông xã mình về bên Việt Nam đó mình tự mò mình tự làm rồi sao đó là mình gớt mình gớt mà vẫn hạnh phúc hơn tại sao tại vì bạn mình ha chồng cũng đi tốn hai ba ngàn mà cũng gớt Vì còn đau đớn hơn trong khi đó mình gớt mình học hỏi được kinh nghiệm và mình cảm thấy mình vui mừng hơn những người đó tốn tiền không tốn tiền gì cho những những người người ta không giúp được gì mình hết tại vì vì sao tại vì nhiều khi cái dịch vụ hay là luật sư ở bên Mỹ này á họ chưa đi Đi vô lãnh sự quán để phỏng vấn giống như mình và họ chưa giống như họ họ đi chích ngừa như thế nào, khám sức khỏe như thế nào. Mình đã đi khám và chích ngừa như thế đó. Mình chia sẻ lại cho mấy bạn, đó là kinh nghiệm thật của mình. Còn nhiều người người ta chỉ nói ờ à, à, họ, họ lấy tiền rồi họ nói ờ à, à, em lại đó tìm hiểu này kia nọ, ủ diện ta lấy tiền mình chi vậy? Mình nói thật sự luôn á, nếu mà bây giờ mà các bạn nhờ mình làm hả, mình làm còn tốt hơn cái luật sư mà dịch vụ mà các bạn đang mướn đang nhờ hay làm nếu mà các bạn đã làm qua rồi á thì mình biết còn khi mà chưa các bạn chưa làm thì tốt nhất là các bạn nên tìm người người nào mà người có lòng tin ha khó có thể là tin mình nè à. mình có thể hướng dẫn cho mấy bạn được hết á mình nói thiệt luôn á tại vì mình sống á mình nghĩ cái cái chuyện đó tại nó không có đáng cái gì để mà mình ăn tiền rất là nhiều ha sống thì nên có cái tâm một chút chứ không phải cái gì cũng là đồng tiền đồng tiền đồng tiền đi trước hả đồng tiền đồng tiền này kia nọ thì nó không tồn ha và không được là mãi mãi đâu mình chỉ muốn góp ý và cho mấy bạn mà tìm hiểu thôi mình thật sự mình không muốn nói là mình phê phán ai hết nhưng mà mình muốn nói cho mấy bạn tìm hiểu và rút kinh nghiệm ha khi về việt nam vô lãnh sự quán việt nam mỗi trường hợp nó mỗi vẻ khác nhau thì đó nhiều bạn ha coi channel của mình làm k quanh visa tự làm ha tự làm và xem góp ý của mình ha họ đi qua mỹ bình thường còn cái việc mà họ khó khăn là tại sao tại vì cái bây giờ á là nó khó hơn là lấy là là do cái tình hình tình hình của mỹ đang gặp tổng thống mới này kia nọ cái đó mình sẽ nói sao vì sao mà visa đánh gớt bây giờ mình chỉ nói là các bạn có nên nên nhờ luật sư dịch vụ không thì mình phải nên nhờ những cái người nào người ta làm có tâm ăn giá mềm này kia nọ chứ không phải chứ không phải mà người ta hả họng ra nhiêu cũng là đưa tiền cho người ta và ngồi đó chờ chờ thời ngó mỏ lên chờ nè chờ khi nào người ta người ta người ta vui người ta trả lời và người ta không trả lời này, này kia nọ rồi có nhiều trường hợp nữa mình kể mình gặp rất là nhiều luôn ha nó mướn luật sư bên mỹ á nó trả phân nửa tiền ha tùy theo cái dịch vụ mà các bạn giao ha có người ăn chọn gói lấy lần có người á ha, lấy hai ba ngàn lấy lấy phân nửa trước rồi phân nửa chừng khi nào mà lấy visa rồi á từ qua mỹ rồi lấy tiếp ha đó phân nửa đường đường đó là đi về lãnh sự quán việt nam rồi ha thì á đi phỏng vấn rồi ha luật sư con mẹ gì chỉ người ta gớt rồi ha người ta gớt rồi bắt đầu giờ kêu làm lại để đậu để để mà lấy cái phần tiền sau mà mình mình nói các bạn nè đã người ta làm cho mình một lần là gớt lại hồn đi không cần người ta nữa Má ơi tốn 2-3 ngàn làm ơn liên hệ với mình nè à. Mình chỉ cho cái người người ta làm cho có tâm Người ta vẫn muốn mình đậu mà người ta ăn giá mềm mại mà rất là ok Mình nói không phải là cái dạng là mình nói tại sao những cái người đó người ta không có cái trí khôn ra Hay là người ta không có trí thông minh Đã mình tốn tiền rồi mình trả phân nữa là ngàn mấy rồi Ngàn mấy rồi này kia nọ mà vợ mình ở bên Việt Nam nó đã gớt rồi Mà vẫn cắm đầu lần sau để cho nó đi bổ sung Để bổ sung cho bằng được đã đã gớt Nếu mà nó làm giỏi là mình đã đậu rồi nha Không cần bổ sung để làm cho nó là nó nó cần để mà nó làm cho mình đậu nữa mình không có cái một cái niềm tin gì cái thằng dịch vụ hay luật sư nó mẹ nó không cần làm nữa kiếm người khác đúng chưa mà tại sao lại đè đầu vẫn còn đi làm nữa tại đó những người đó ngu dày ha mình nói mình nói thiệt luôn á tại sao vậy mình nói rồi nếu mà mình gặp một cái người khác thật sự những người khác người họ cũng làm yên vậy luôn mà tại sao họ ăn ít hơn mà người ta ăn giá mềm hại hơn tại vì người ta ta có tâm còn những người đó chỉ ăn là bên mỹ này ha tại vì ăn ngàn hai ngàn này mở văn phòng luật sư ra Nhà, tiền điện nước ở Việt Nam cũng vậy những cái văn phòng luật sư visa đồ lớn đó, thì người ta có nhiều nhân viên người ta có nhiều điện máy móc đồ này kia nọ người ta phải trang trải cái phí cho đó nên người ta ăn tiền nhiều là như vậy còn cái những người nhỏ lẻ thì người ta ăn ít hơn người ta không phải chi phí nhiều không chi chác này cho ai đó cái là cũng vấn đề mà dễ hiểu thôi đó là mình nói rút cho các bạn hiểu và ông xã hay là hôn phu của mình hiểu không phải mà ngồi đó mà trông mà trả tiền cho luật sư dịch vụ mà nó trông chờ nó nó làm được hết cho mình và mình sẽ lấy được visa vì cái việc mà mình trả hai ba ngàn ba bốn năm ngàn ba mười ngàn đi cũng cũng vậy không hẳn là tin người ta ha mình làm gì mình cũng phải tìm hiểu ờ, cái đó như thế nào như thế nào như thế kia nọ bởi vậy khi mình làm nè mình nói mình tự làm mình không cần ai hết nếu mà lúc đầu á mình không có biết cái luật sư hay dịch vụ nào Dịch, dịch vụ nào mà ăn giá mềm mại mà ok á thì mình để cho họ làm mình để cho họ làm họ hướng dẫn mình thì mình sẽ không mình rút ngắn thời gian mình sẽ không bị gớt này kia nọ mình làm lại giấy tờ nữa nó mệt mỏi đúng không chứ không phải là mình nghĩ là mình nói là tiết uh, keo kiệt để để mà tiết kiệm tiền của cái thân mình phải đi làm đi tới đi lui đi qua đi lại làm giấy tờ này kia nọ nó cũng rất là mệt nên các bạn trả tiền trả phí dịch vụ nhưng mà phải khôn ngoan ha mình phải hiểu à cái cái công này chỉ đáng bao nhiêu thôi cái, chứ không có phải là cái làm cái chuyện gì mà to tát mà bự sự phải ăn ăn ngàn ba ngàn mười ngàn này kia nọ nó quá lớn còn mà ăn vừa phải ăn vừa tầm ok mình để cho người ta làm giống như người ta làm cho mình nhẹ nhàng mà mình làm được việc cái việc đó cũng bình thường thôi khả năng mình làm được luôn nhưng mà mình thấy ok người ta làm uh, hợp lý hợp tình đồ này kia mình để cho người ta làm để người ta có đồng tiền có thể giúp người ta có thêm thu nhập cái đó là cũng là tốt chứ không phải là mình mình ôm đồ mình keo kiệt mình nói là không 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 cần dịch vụ luật sư này kia nọ để khỏi tốn tiền đồ này kia nọ không hề mình không nghĩ vậy mình nghĩ là những người đó ăn quá mắt mình không muốn chọn họ thôi nếu họ tốt đồ này kia nọ mình phải chọn lựa mình đâu có biết ai đâu mình đâu có biết ai lúc đầu sao mình biết ai đi mỹ chứ đâu phải đi chợ muốn đi là đi và mình mình biết đầy người để mà người ta đi mình hỏi mình hỏi họ này kia nọ thật sự á, bây giờ là cái channel của mình nó có rất là nhiều người hỏi mình và tính chính vì như vậy là mình có rất nhiều kinh hận kinh nghiệm và mỗi người là mọi mỗi trường hợp nên mình muốn là gửi lời phiên đến mấy bạn ha thì khôn ngoan hơn ha thì đây bên đây là mình chỉ nói về việc đính hôn và kết hôn ha chọn luật sư dịch vụ ha thì thì có một trường hợp nữa là mình khi mà mình coi về cái chuyện mà du học sinh ở việt nam mình cũng vậy đó nhờ luật sư nhà dịch vụ ở việt nam để nó lo giấy tờ đồ này kia đi mỹ khi mà nó lo ha nó nó có những cái gì nó đã nắm cho mình trong tay rồi bắt hộ nó kéo mình ha khi nó đòi thêm tiền mình không đưa ha nó báo lên lãnh sự quán cái bạn đó là đã nói là đã nhận visa rồi đó gửi cái thằng luật sư dịch vụ đó đó nó kêu đưa tiền nữa không đưa nó nó báo lên lãnh sự quán này kia nọ nó nói ở giấy tờ này nó làm giả này kia nọ hay là có phần gì trong đó đó ha là cái, cái cancel cái visa đó mấy bạn thấy chưa nên tốt nhất làm gì phải hiểu biết mình làm cái vấn đề gì chứ đừng có để người ta dắt mũi mình người ta muốn dắt mình đi đâu này người ta dắt Người ta muốn dẫn mình đi dâu mình mình đi mình ngồi mình cầu cạnh người ta làm cái vấn đề gì cũng phải hiểu hiểu ờ à, nó như thế nào và nó ra làm sao mình hiểu cái vấn đề mình không cần bị người ta dẻ nó rất là đơn giản chứ không có gì hết á Mình nói nè, bây giờ nè Thật sự coi cái kênh của mình coi về theo quanh visa có nhiều người rất là có nhiều người tự làm hồ sơ và đậu ha Nhiều khi có một phần may mắn đầu này kia nọ nữa Còn có nhiều người thì người ta có dịch vụ mà người ta vẫn gớt và có nhiều người có dịch vụ là người ta vẫn dẫn đậu bình thường có là do do cái phần may mắn là do hồ sơ mỗi người trong mỗi hồ sơ nó có cái mấy cái phần riêng lẻ khác nhau mình không thể nói ờ à, coi kênh của mình là một trăm phần trăm đậu no các bạn chỉ tham khảo thôi ha cái đó là cái sườn mình đưa ra còn trong mỗi trường hợp các bạn quen nhau như thế nào nó có những chi tiết trong rồi mình và ông xã mình ông xã mình là mượn người mỹ các bạn là Việt kiều hay các bạn là gặp cái người nam phi người hàn quốc người trung quốc đó là khác nhau nữa và cái nhỏ lẻ bên trong đó là mình cần họ giúp đỡ ha cần cái những những luật sư dịch vụ đó giúp đỡ và họ hướng dẫn cho mình gặp cái người tận tâm tận tình đó người sẽ người ta sẽ giải giải thích cho mình từng ly từng chi tí nói nghe nè thật sự á, các bạn coi clip của mình á, mình hiểu mình cũng giảng cho các bạn có ai trả cho bạn cho mình đồng xu các bạc nào không các bạn nói đi có nhiều đứa nó hỏi mình nó còn nói chị còn giải thích cho em nhiều hơn còn luật sư lực dịch vụ của em trả tiền á hỏi nó không muốn trả lời ờ bị gì á bị bị ví dụ gì vậy trong khi trả tiền cho có thằng luật sư dịch vụ kia mà đi lại hỏi mình không à mà đa phần những cái gì mình biết á mình không phải là luật sư và dịch vụ từ những kinh nghiệm mình thôi và mình nói nó rất là dễ và rất là dễ hiểu không chứ không phải là khó dễ là sao cái form gì cái hình thức gì á, đó, là, là dễ cái đó còn phía trong nữa là là mình cần cái chút đỉnh gì á thì mình cần cái người kinh nghiệm có người hiểu biết á người ta làm hộ cho mình cái nhiều khi đó là cái nhỏ để mà nó nó cái nhỏ góp phần cho mình đậu và mình có visa chứ không phải mình cứ trông mong mà trông chờ người ta giúp được gì cho mình cho mình nói nãy giờ clip cũng gần hai mấy phút rồi thì đó mình muốn góp góp ý cho mấy bạn ha nên khôn ngoan hơn chọn lựa cái người dịch vụ cái người luật sư như thế nào từ ở bên mỹ cũng như là về việt nam ha chọn lựa một cách khôn ngoan hơn chứ không phải là dạng mà dốt dốt để người ta nắm đầu nắm cổ người ta muốn nói sao người ta nói người ta làm gì người ta làm đi, đi theo người ta và không biết mình à, làm gì làm như thế nào hết trơn á mình giống như không biết đường đi vậy người ta dắt đi đâu thì đi theo đó mà người ta vẽ dời mình kiểu nào cũng vẽ được làm ơn khôn lên thông minh lên ha cái thời đại này thời đại công nghiệp rồi không phải ngồi đó cái gì cũng nghe người ta nói hết người ta nói gì cũng một trăm phần trăm là đúng hết làm ơn có cái đầu óc suy nghĩ và chọn đúng người chọn đúng luật sư dịch vụ cho cho mình cho ơi nhiều người người ta tự làm người ta tự làm Tự bên Mỹ người ta về Việt Nam cũng tự làm người ta đậu gầm gầm có người đậu nha đó mình thấy hạnh phúc không không cần tốn tiền ha mà mình có kinh nghiệm trải nghiệm ở làm này làm kia cũng rất là vui có nhiều người trốn tiền bên Mỹ ngàn ngàn đô đô á về Việt Nam có làm được có mẹ gì đâu đó cũng gớt ầm ầm đó thì mình nói nên bởi vì mình góp ý cho mấy bạn ha rồi làm gì là do mấy bạn thôi tự mấy bạn chọn lựa OK, clip này cũng dài rồi ha. Mình bye mấy bạn nha. Hẹn clip sau. Mong các bạn chọn được luật sư hay là dịch vụ khôn ngoan hơn và để có visa định cư Mỹ ha theo diện hôn phu hôn thê ha hay là diện vợ chồng ha. Đó là hy vọng của mình. Mình muốn cho các bạn ha những người Việt Nam mình tiến bộ lên, học hỏi được nhiều hơn. Đó là cái niềm vui của mình giúp được mấy bạn cũng là niềm vui của mình luôn ha. Chia sẻ kiến thức cho mấy bạn cũng là niềm vui của mình ha. Ok, bye bye. Bye bye các bạn thân yêu, các, các chị, các em thân yêu ha. Cảm, cảm ơn đã nghe lắng nghe lắng nghe mình ha. Bye bye.